Bốn tướng của an nhẫn. Một, trừ Bồ Tát tu hành an nhẫn năng đoạn trừ sở đối trị của nhẫn là khẩu nhẫn. Hai, an nhẫn đầy năng làm tư lương bồ đề cho chính mình, cũng tức năng hành đồng sự nhiếp sự thành thục hữu tình. Ba, do an nhẫn đầy năng nhổ bật sự hãi sợ lớn của mình người khiến nhiều ích mình người. Bốn, do nhân duyên đầy đời vị lai năng khiến Bồ Tát không hiểu oán định, không hiểu chia rẽ, không hiểu ưu khổ. Đời hiện tại lúc thần hoại mạng chung, tâm không buồn lo hối tiếc. Thần hoại về sau sanh ở cõi thiện trong thế giới chư thiên. Đây gọi là bốn tướng uy lực của an nhẫn. Ngoài đề ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác. Bốn tướng của tinh tấn. Một, trừ Bồ Tát an trụ siêng năng tinh tấn, năng đoạn trừ sở đối trị của tinh tấn là giải đãi. Hai, tinh tấn đây năng làm tư lương bồ đề và làm chỗ nương tựa cho chính mình, cũng năng hành đồng sự nhiếp sự thành thục hữu tình. Ba, vì siêng năng tinh tấn nên trụ nơi an lạc, không bị sự tạp loạn của tất cả pháp ác bất thiện. Về sau sự chứng đắc hiện tiền càng chuyển thêm thù thắng, khiến tâm phát sanh hoan hỷ bội phần, là tự nhiều ích mình. Sinh tu phẩm thiện, không dùng thân ngữ tổn não người, khiến người phát sanh vui muốn tinh tấn là nhiều ích người. Bốn, do lực của nhân đây đời vị lai vui thích sự nghiệp khéo léo thủ thắng của bậc trượng phu. Đây gọi là bốn tướng uy lực của tinh tấn. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác. Bốn tướng của tịnh lự. Một, lúc trừ Bồ Tát nhập tịnh lự, năng đoạn sở đối trị của tịnh lự là các phiền não ngôn ngữ, tầm tứ sắc tưởng hỷ lạc và tùy phiền não. Hai, tịnh lự đây năng làm chỗ nương và năng làm tư lương bồ đề cho chính mình, cũng năng hành động sự nhiếp sự thành thực hữu tình. Ba, hiện pháp lạc chúng là tự nhiều ích mình, nơi tâm tịch tĩnh tối cực tịch tĩnh, xa lìa tham ái, không làm tổn hại, không làm yêu não đối với hữu tình là nhiều ích người. Bốn, do nhiều duyên đầy đắc chí thành tịnh năng hiển phát thần thông, đời vị lai thác sanh cõi tịnh thiên đắc quả tịnh lự. Đây gọi là bốn tướng uy lực của tịnh lự. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác. Bốn tướng của bát nhã. Một, trừ Bồ Tát đầy đủ diệu tuệ, năng đoạn sở đối trị của tuệ là vô minh. Hai, bát nhã đầy năng làm tư lương bồ đề cho chính mình và năng lấy việc bố thí ái ngữ loại hành đồng sự thành thục hữu tình. Ba, ở nơi sự sở trì hiểu biết đúng như nghĩa, năng dẫn hoan hỷ thành tịnh rộng lớn là tự nhiều ích mình, cũng rộng vì hữu tình thuyết pháp đúng lý, khiến họ thu được lợi ích an lạc hiện đời và đương lai là nhiều ích người. Bốn, do nhân duyên đầy nhiếp các thiện căn, năng làm những việc chân chánh, đời vị lai năng chứng đắc xa lìa trói buộc của hai chướng là phiền não chướng và sở trì chướng. Đây gọi là bốn tướng uy lực của bát nhã. Ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm tướng nào khác. Tất cả như vậy gọi là uy lực pháp. Ba, uy lực câu sanh của chư Phật Bồ Tát, tánh năng nhớ lại các việc bổn sanh, vì muốn lợi ích tất cả hữu tình nên không do tư duy chọn lựa, ở nơi trùng trùng thống khổ mãnh liệt, trường thời không gián đoạn, thảy đều năng kham nhẫn. Vì muốn lợi ích tất cả hữu tình nên hoàn hỷ thọ nhận sự khổ, vì muốn lợi ích tất cả hữu tình nên năng nên sanh cõi trời đồ sử đà thứ tư, an trụ hết thọ mạng ở đây. Có ba việc thù thắng mà chúng chư thiên thọ sanh nơi đó có được. Một, thọ lượng trời. Hai, hình sắc trời. Ba, danh xưng trời. Khi giác hạ sanh nhập vào thai mẹ, phóng đại quang minh chiếu khắp thế giới. Lúc vào thai mẹ, các giai đoạn nhập trụ xuất thai đều tránh rõ biết. Khi xuất thai rồi, liền ở trên mặt đất không đợi dắt dìu, tự đi 7 bước trên đất, tự xưng đức hiệu. Lúc sơ sanh có oai đức lớn, trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, phần nại lạc, mà khô lạc già, đem rượu hoa thơm cõi trời, giải khắp nơi, nhạc trời tự nhiên trỗi dậy, dùng đủ các thứ thắng rượu, y phục thượng rượu, trang phan bảo cái cúng dường. Lại lấy 32 tướng trượng phu không gì vượt hơn để tự trang nghiêm thân, trụ thần tối hậu. Trong thần tối hậu sanh đây, tất cả oán địch ma quần tai hoạn không thể xâm hại. Ngồi tòa bồ đề dùng lực từ định hàng phục chúng ma, mỗi mỗi chi tiết đều đầy đủ sức mạnh na la diên. Lúc còn hài nhi không cần học tập mà tự nhiên giỏi khéo, đối với các công kỹ nghệ y học của thế gian nhanh chóng lãnh hội, không thể dạy tự nhiên một mình. Ở tam thiên đại thiên thế giới chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, chủ cõi sách hà là đại phạm thiên vương tự đến quy phục, ân cần khuyến thỉnh hãy vì xót thương thế gian mà tuyên thuyết chánh pháp.
Ở trong định tịch tĩnh, giả sử mây mưa sấm trước vần vũ chưa từng nhận biết an nhiên không động, lúc làm Bồ Tát tất cả cầm thú các loài biến động thầy đều tín ngưỡng thường đến quy thú, tùy thích gần gũi chúng ở. Lúc đã thành Phật dưới cho đến loài bàng xanh cũng đến cúng dường. Như Di Hầu kia thanh tịnh dâng cúng mật ong, Thế Tôn xót thương thọ nhận, Di Hầu vui mừng nhảy nhót. Còn rồng thường theo hầu làm mây mưa tẩy rửa, nếu lúc du hành dừng nghỉ mà không lưu lại. Bồ Tát như vậy, lúc tĩnh tọa dưới cây, tất cả nhánh cây đều tỏa bóng che thân, tưởng không có chỗ trống, lưu chứng Bồ Đề rồi. Trong 6 năm ma thường tìm cơ hội quấy phá, rốt chẳng thể được. Thường hằng cầu hành niệm mỗi mỗi hiện tiền, do niệm đầy nên thọ tưởng tâm tư sanh trụ diệt, không gì chẳng rõ biết. Lại chư Phật thành tựu uy lực cầu sanh, hoặc nhiếp vào được thấy liền nhiều ích, hoặc nhiếp vào hành trụ của thánh hiền. Uy lực cầu sanh nhiếp vào được thấy liền nhiều ích, các chúng sanh ở thế gian tầm loạn điên cuồng, nếu thấy Như Lai tức hoàn lại được bản tâm. Kẻ thai kịch được thuận, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ ôm lòng tham dục được lìa tham triền, kẻ ôm lòng sân khỏe được lìa sân triền, kẻ ôm lòng ngu si được lìa si triền. Hết thảy loại như vậy nên biết gọi là uy lực cầu sanh nhiếp thuộc, do thấy nên được nhiều ích. Uy lực cầu sanh nhiếp vào hành trụ của thánh hiền, chư Phật Bồ Tát thường nằm nghiêng không bên phải như sư tử chúa, tuy hiện nằm trên cỏ lá thân vẫn nằm nghiêng không bên phải, chưa từng diều động. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tùy hiện ngủ nghỉ, mà chỉ nằm nghiêng không bên phải, không chuyển sang hướng khác, tùy gió lớn thổi mà y trên thân chẳng động. Dáng đi như sư tử, bước đi như châu chúa, trước cất chân phải, sau mới di chuyển chân trái. Đất tùy chuyển theo, chỗ cao liền hạ thấp, chỗ thấp liền thành cao, bằng phẳng như bàn tay không có các thứ đá ngói gạch. Tâm chuyên nhất niệm viễn ly, khi đi vào tụ lạc, cửa tùy chuyển theo, như cửa vào đang nhỏ hẹp tự nhiên chuyển thành cao rộng, lúc ăn vật thực hạt cơm đều nhuyễn. Hết thể lại như vậy gọi là uy lực cầu sanh nhiếp vào hành trụ của thánh hiền. Lúc bát niết bàn đại địa chấn động, các vì sao sáng rực di chuyển đụng nhau rơi rụng, cùng một lúc các phương bỗng nhiên sáng rực biến các hư không, nhạc trời trống lên réo rắt, vô lượng việc hy hữu như vậy đều là uy lực cầu sanh của Như Lai, chẳng phải do uy lực thần thông hiển hiện. Như vậy gọi là uy lực cầu sanh của chư Phật Bồ Tát. 4 và 5. Uy lực của chư Phật Bồ Tát cùng chung, không cùng chung với thanh phản độc giác, được có ba tướng nên biết không cùng chung. 1. Vì vi tế, 2. Vì phẩm loại, 3. Vì cõi giới. Chư Phật Bồ Tát ở nơi vô lượng vô số các loại hữu tình và vô lượng vô số phương tiện uy lực, đối với các việc lợi ích nên làm đều như thật biết, thì không việc gì thể không thể làm. Đây gọi là vi tế, tất cả phẩm loại uy lực thần thông, uy lực pháp, uy lực cầu sanh thảy đều thành tựu. Đây là phẩm loại dùng tất cả thế giới, tất cả cõi giới hữu tình làm cảnh uy lực, đây là cõi giới. Thành văn chỉ dùng nhị thiên thế giới và cõi giới hữu tình làm cảnh thần thông. Độc giác chỉ dùng tam thiên thế giới làm cảnh thần thông. Vì cớ sao? Do kia chỉ vì điều phục một thân mà tu chánh hạnh, chẳng phải vì hữu tình. Cho nên cao nhất chỉ dùng một cõi giới để làm cảnh thần thông. Trừ những điều ở trên, uy lực còn lại của chư Phật Bồ Tát nên biết ứng thô cùng chung với các thanh văn độc giác. Như vậy uy lực của thanh văn độc giác vẫn còn không sánh kịp với uy lực của chư Phật Bồ Tát, huống là tất cả trời người dị sanh và ngoại đạo khác. Chư Phật Bồ Tát lược có ba loại uy lực thần biến: 1. Uy lực nhiếp thuộc thần cảnh thần biến, 2. Uy lực nhiếp thuộc ký thuyết thần biến, 3. Uy lực nhiếp thuộc giáo giới thần biến. Và thần biến đây tùy theo chỗ thích hợp nhiếp vào ba loại uy lực thần thông, đó là uy lực thần cảnh trí thông, uy lực tâm sai biệt trí thông và uy lực lậu tận trí thông. Phần đầu trì du giả xứ, phẩm 6 thành thục. Sao gọi là thành thục? Được có 6 loại thành thục: 1. Tự tánh thành thục, 2. Bồ Đào Xà La được thành thục, 3. Sai biệt thành thục, 4. Phương tiện thành thục, 5. Bồ Đào Xà La năng thành thục, 6. Tướng Bồ Đào Xà La đã thành thục. 1. Tự tánh thành thục, do có chủng tử thiện pháp và luôn luôn tu tập các thiện pháp, đạt được khả năng đoạn trừ thanh tịnh hai chướng, nên thân tâm tăng thượng, có tánh khảm nhiệm, tánh rất điều nhu thiện lành, chánh gia hạnh viên mãn, an trụ nơi đây, dù được gặp bậc đại sư hoặc không gặp bậc đại sư,
đều có thế lực lớn, có khả năng khám nghiệm không gián đoạn năng chứng được đoạn dứt về não chướng và sở trí chướng. Thế như ung nhọt cương cứng đến giai đoạn chín muồi có thể phá vỡ được gọi là thục, lại như vật dụng bằng đất nung được nung chín đến mức cuối cùng gọi là thục, lại như các quả chín không gián đoạn đến khi thật chín rồi chín muồi có thể ăn được gọi là thục. Như vậy do có chủng từ thiện pháp và do luôn tu tập các thiện pháp nên đạt được khả năng đoạn trừ, nói rộng cho đến chánh gia hạnh viên mãn. Từ đây không gián đoạn năng chứng đắc thanh tịnh hai chướng gọi là thành thục, như vậy gọi là tự tánh thành thục. Hai, bồ đào giả lai được thành thục. Lược có bốn loại. Một, bồ đào giả lai trụ chủng tánh thành văn, có thể thành thục ở nơi thành văn thừa. Hai, bồ đào giả lai trụ chủng tánh độc giác, có thể thành thục ở nơi độc giác thừa. Ba, bồ đào giả lai trụ chủng tánh phật, có thể thành thục ở nơi vô thượng thừa. Bốn, bồ đào giả lai trụ không chủng tánh, có thể thành thục ở nơi đường thiện. Chư Phật Bồ Tát đối với bốn sự đây cần phải thành thục bốn loại bồ đào giả lai như thế. Đây gọi là bồ đào giả lai được thành thục. Ba, sai biệt thành thục được có sáu loại. Một, thành thục các căn. Hai, thành thục thiện căn. Ba, thành thục trí tuệ. Bốn, thành thục phẩm hạ. Năm, thành thục phẩm trung. Sáu, thành thục phẩm thượng. Thành thục các căn là đầy đủ thọ lượng, đầy đủ hình sắc, đầy đủ dòng tộc, đầy đủ tự tại, đầy đủ tín ngôn, đầy đủ đại thế, đầy đủ tánh người, đầy đủ đại lực. Vì nương quả dị thục đầy đủ của thân đây làm chỗ nương tựa nên có khả năng khảm nghiệm và khởi tinh tấn dũng mãnh tu tập các thiện pháp và nơi việc tu học tất cả minh sứ tâm không nhàm mỏi. Thành thục thiện căn là tánh mỏng trần cấu làm chỗ nương tựa, tâm không vui thích nhập vào tánh các pháp ác bất thiện, các cái chuyển nhẹ tâm thức mỏng dần, tránh trường nhu hòa, tùy thuận theo đó mà thọ trì. Thành thục trí tuệ là đầy đủ chánh niệm, tánh thông minh nhạy bén, có khả năng khảm nghiệm, có đại thế lực, năng hiểu nghĩa pháp thiện thuyết ác thuyết, năng thọ năng trì, năng tránh thông đạt. Thành thục đầy đủ diệu tuệ câu sanh, do nương diệu tuệ đây nên có khả năng khảm nghiệm, có đại thế lực, năng khiến tâm rốt ráo giải thoát khỏi tất cả phiền não. Phải biết trong đây, vì thành thục các căn nên giải thoát khỏi dị thục chướng, vì thành thục thiện căn nên giải thoát khỏi nghiệp chướng, vì thành thục trí tuệ nên giải thoát khỏi phiền não chướng. Thành thục phẩm hạ có hai nhân duyên khiến thành thục phẩm hạ. Một, chưa tu tập các căn thiện căn trí tuệ lâu dài nên nhân duyên thành thục chưa tăng trưởng thật sự. Hai, nhân duyên thường xuyên tu tập còn yếu kém. Thành thục phẩm trung ở nơi hai nhân duyên kể trên, một chủng khiếm khuyết, một chủng đầy đủ. Thành thục phẩm thượng, hai nhân duyên trên đều khuyết. Bốn, phương tiện thành thục có 27 loại. Một, giới tăng trưởng. Hai, nhiếp thọ duyên hiện tại. Ba, thú nhập. Bốn, nhiếp lạc. Năm, bắt đầu phát khởi. Sáu, chẳng phải mới phát khởi. Bảy, xa thành tịnh. Tám, gần thành tịnh. Chín, gia hạnh. Mười, ý lạc. 11, dùng tài vật nhiếp thọ. 12, dùng pháp nhiếp thọ. 13, dùng thần thông dẫn nhiếp. 14, tuyên thuyết chánh pháp. 15, thuyết pháp ẩn mật. 16, thuyết pháp hiển rõ. 17, gia hạnh phẩm hạ. 18, gia hạnh phẩm trung. 19, gia hạnh phẩm thượng. 20, lắng nghe. 21, tư duy. 22, tu tập. 23, nhiếp thọ. 24, hàng phục. 25, tự mình thành thục. 26, hình người thành thục. 27, cả hai đều thành thục. Giới tăng trưởng, bản tánh đầy đủ chủng từ thiện pháp lấy đây làm chỗ nương tựa. Vì trước đã thường xuyên tu tập các thiện pháp, giai đoạn càng về sau chủng từ thiện pháp càng triển chuyển tăng mạnh, triển chuyển vượt trội. Sanh khởi sự an trụ bền chắc, đây gọi là giới tăng trưởng. Nhiếp thọ duyên hiện tại, trong hiện pháp, thuyết pháp không điên đảo, thọ trì không điên đảo, tu hành như lý, tùy pháp, hành pháp. Nên biết giới tăng trưởng do nhân đời trước nên hiện tại thành thục. Nhiếp thọ duyên hiện tại, do nhân hiện tại nên hiện tại thành thục. Thú nhập, vì được lực tịnh tín tăng thượng, nếu ở tại gia thì xa lìa ác hạnh. Thọ trì học xứ, nếu hướng đến không gia đình thì xa lìa các dục, thọ trì học xứ. Nhiếp lạc, nương dấu tích xuất lì các khổ, và nương dấu tích xa lìa hai biên là biên dục lạc và biên tự khổ hạnh. Ở nơi pháp tỷ nại gia mà chư Phật thuyết, thành giáo chân thật, sanh tâm quý thích sâu. Bắt đầu phát khởi, ban đầu đối với pháp đáng chán ghét, sanh khởi chán liệt sâu. Đối với việc năng thành tựu trọn vẹn nghĩa lý chân thật, như thật rõ biết các công đức thù thắng rồi mới nhập vào, đây gọi là bắt đầu phát khởi. Chẳng phải mới phát khởi, bồ đào giả la đã thú nhập, lúc đang thành thục, thường không để bỏ chư Phật Bồ Tát,
Những điều đã hiểu biết rõ ràng chuyển chuyển càng thêm sáng sạch. Do thành thục đây nên sự chuyển chuyển càng thêm thăng tiến. Xa thành tịnh, hoặc do giải đãi hoặc do nghịch duyên nên phải trải qua thời gian lâu, hoặc trải qua nhiều đời hoặc trải qua nhiều kiếp mới năng thanh tịnh. Gần thanh tịnh nên biết tướng đầy trái với tướng, xa thanh tịnh, giả hạnh vì thu được nghĩa lợi ích thủ thắng cho mình, vì vui muốn mãnh liệt làm chỗ nương, hoặc lo sợ hiện đời bị người chê trách, hoặc lo sợ đời sau đọa vào đường ác nên đối với các học xứ thường siêng năng hộ trì, thực hành không gián đoạn, thực hành ân trọng. Ý là vì ở nơi các pháp chân chánh quán sát, lấy an nhẫn làm chỗ nương, nên đối với pháp tỷ đại gia mà Phật thuyết không bị dẫn đoạt, đối với sở chứng của người sanh sâu tìm hiểu, vì tin có công đức làm chỗ nương, đối với tam bảo và đối với những nghĩa lợi ích mà mình đạt được, tìm hiểu thâm sâu, không gì khuynh động. Dùng tài Phật nhiếp thọ, đối với người thiếu thốn tất cả các thứ vật thực như thức uống ăn để thí cho tất cả. Đối với người bị thiếu thốn tùy một trong số các vật để thí cho tùy theo vật họ cần. Dùng pháp nhiếp thọ hoặc tuyên thuyết chánh pháp bố thí các hữu tình hoặc khai thị chỉ bày đạo lý nghĩa chân chánh. Dùng thần thông dẫn nhiếp, đó là những bậc đầy đủ thần thông. Vì thương xót hữu tình nên nếu hữu tình mong cầu có được lực ý vui thành tịnh, hoặc nếu hữu tình mong cầu có được lực gia hạnh thành tịnh tăng thượng, các bậc kia liền thị hiện chủng chủng thần thông biến hóa, muốn khiến hữu tình được thấy được nghe thánh giáo chư Phật. Và sau khi được thấy nghe, họ sẽ thu được ý vui thành tịnh, họ sẽ tu hành gia hạnh không điên đảo. Các hữu tình kia do thần biến đây dẫn nhiếp tâm, hoặc đạt được ý vui thành tịnh, hoặc tu hành gia hạnh không điên đảo. Tuyên thuyết chánh pháp ở nơi nghĩa lợi ích thù thắng mà tự mình đã đạt được. Nếu người không thể kham, liền vì kia thuyết chánh pháp làm bạn trợ giúp khiến thoát khỏi chánh hạnh. Nếu kia có thể kham, cũng vì kia tuyên thuyết chánh pháp khiến mau chứng thông tuệ. Thuyết pháp ẩn mật đối với hữu tình có trí huệ anh nhi thì ẩn giấu pháp nghĩa thâm sâu rộng lớn, vì kia mà phương tiện thuyết pháp đơn giản dễ có thể nhập vào, dễ làm phương tiện đi vào pháp. Thuyết pháp hiển rõ đối với hữu tình có trí tuệ rộng lớn, đã khéo ngộ nhập lý thánh giáo, vì kia khai thị đạo lý pháp rộng lớn thẳm sâu, gia hạnh phẩm hạ, quyết cả hai gia hạnh là không gián đoạn và ân trọng, gia hạnh phẩm trung, quyết một trong hai gia hạnh, hoặc quyết gia hạnh không gián đoạn, hoặc quyết gia hạnh ân trọng, gia hạnh phẩm thượng, đều tương ứng cả hai gia hạnh là không gián đoạn và ân trọng. Lắng nghe đối với lời dạy của Phật sanh tin hiểu sâu, tinh cần lắng nghe thọ trì đọc tụng các pháp như khế kinh. Tư duy sống ở chốn viễn ly, vui tư duy pháp, suy ngẫm tìm tòi nghĩa lý, hiểu rõ quyết định. Tu tập ở nơi tướng chỉ cử xả làm tiền dẫn, chân chánh quán sát sâu, tâm sanh sâu hận lạc, sau mới tu tập chỉ cử xả. Nhiếp thọ tâm không nhiễm ô, xem thân giáo sư, quỹ phạm sư và phương tiện đạo lý không điên đảo là chỗ nương tựa. Lại đối với các bậc kia phát khởi trùng trùng hạnh cung kính, đó là hạnh khán bệnh như pháp cấp thí áo quần vật thực, các ngoạ cụ thuốc trị bệnh cùng các tạp vật khác, hạnh khiển trừ ưu sầu và ác tác, khiển trừ phiền não và tùy phiền não, hết thảy loại như vậy gọi là hạnh thừa sự cúng dường sai biệt hàng phục, đã phòng hộ kỹ trong tạp nhiễm của thân mình. Đối với người hủy phạm, nếu phạm phẩm hạ, khởi tâm từ khuyên răn dạy bảo. Nếu phạm phẩm trung, khởi tâm từ của răn trách phạt. Nếu phạm phẩm thượng, khởi tâm từ đuổi bỏ trong đề trước hết khuyên răn trách phạt, khiến kẻ kia và người khác được lợi ích an lạc. Riêng đối với sự đuổi bỏ, nếu nhiếp thọ trở lại, thì khiến kẻ kia và người khác lợi ích an lạc. Nếu đã đuổi bỏ rồi không nhiếp thọ trở lại, chỉ khiến người khác lợi ích an lạc. Vì cớ sao? Người khác nếu thấy kẻ kia vì nhân duyên hủy phạm nên bị đuổi bỏ, nên tự phòng hộ không phát khởi hủy phạm, tự mình thành thục, tự mình tuyên nói theo đúng chánh pháp, khiến các hữu tình ra khỏi nơi bất thiện, an đặt họ nơi thiện, như điều mình đã nói cũng tự tu hành tùy pháp hành pháp, khiến các hữu tình đồng lòng chuyển theo không để người khác nghĩ. Ông tự mình không thể ra khỏi việc bất thiện, an lập nơi thiện, làm sao dạy bảo người khác khuyên răn cử tội khiến nhớ nghĩ, ngược lại người khác nên chỉ bảo đối với ông khuyên răn cử tội khiến nhớ nghĩ. Thì người thành thục nếu có vô lượng hữu tình khác phát tâm yêu kính quý trọng đối với một bậc nào đó mà vị kia khéo biết các phương tiện, lại khéo tu học ở nơi chánh pháp đã tuyên thuyết,
thì phải ân cần khuyến thỉnh trợ giúp khiến vị kia thành thục vô lượng hữu tình. Cả hai đều thành thục, cả hai chủng hoặc tự mình thành thục, hoặc khuyến thỉnh người khiến thành thục. Do hai bảy chủng phương tiện thành thục đây, nên biết là căn bản cho sáu loại sai biệt thành thục trước thành tựu viên mãn. Đó là thành thục các căn, thành thục thiện căn, thành thục trí tuệ, thành thục phẩm hạ, thành thục phẩm trung, thành thục phẩm thượng.